xưa đó, cái văn nghệ đó nó không có giống như bên cộng sản rồi vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng rồi, rồi Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm qua và hôm nay, chân ta bước lòng ung dung tự hào, kiềng lòng phao vươn vươn lên trời cao. Không, cái chiến tranh chính trị ở trong miền Nam này nó buồn cười lắm, nó lai căng ở chỗ này, tiểu đoàn 50 chiến tranh chính trị nó xuống, nó cho các cô mà cởi xì lít su chiêng ra thảy lên, thế là mẹ sung sướng lắm, ngày mai ra trận mà thì lính nó gần ra trận rồi, sĩ quan cán bộ nó còn tối nó còn trùm mền như ở Quang Trung ở Thủ Đức, mà nó đánh vỡ đầu cán bộ ra, nhưng mà thuộc lục chiến thì không có cái đó. Thì ở đây nó mở văn nghệ ra như vậy thì nó cũng vô kỷ luật, nó nhào lên cả sân khấu, nó giật nó lấy cái quần slip cái áo su chiêng của các cái cô cởi chuồng ở tiểu đoàn 50 chiến tranh chính trị, thì nó ồn ào vậy làm sao có văn nghệ được. Tôi mới cùng một lớp, tôi giống như Sadat Hussein, Sadat tôi huấn luyện, tôi biết tụi mày chơi như vậy này làm sao mà mình coi tiếp được, nó sùm về đấy, phải phải kỷ luật trở lại. Thì mình bây giờ tôi dặn là bây giờ khi nào mà tao giơ tay lên nhá, tao đứng lên nè, tao giơ tay lên thì tất cả tụi bay phải im hết để diễn tiếp văn nghệ, chứ không có nhảy lên mà lấy xì chip su chiêng như là các đại đội trước đây. Trước tiên thì tôi cũng như thông lệ xin được kính chào ông chủ kênh Việt Vi Dân cũng như là toàn thể quý thính giả trong và ngoài nước. Đặc biệt ngày hôm nay tôi đưa ra một chủ đề mà chắc rằng nhiều người cũng hỏi, ủa sao ông Nguyễn Ngọc Lập giờ này bên Mỹ là 3 giờ 24 phút rồi, ông không ngủ hay sao mà ông lại phải thức khổ như vậy để ông làm cái gì vậy? Thì tôi người ta bảo là Mexico đó, vì đi qua Mỹ nó vẫn chữa được, xì ke ma túy nó ăn vào máu, thì người ta đưa các cái cháu về vào cái trại ở bên Florida mà chung quanh đó là cá sấu, nó có vào khoảng 60.000 con cá sấu, thì người ta lọc máu nó xong thì thả nó về, nó cũng lại hút xì ke tiếp. Nhưng mà nói chung là khi mà nó lọc ra được cái phần xì ke opium nó dính về, bạc phiến nó dính vào trong máu thì người ta vẫn chữa được, và sau đó người ta cũng bỏ được. Rồi mê gái người ta cũng bỏ được, nhưng mà mê chính trị rồi thì không bỏ được. Thì tôi và cái loại mà nó bị không mê gái nữa thì nói không đúng, còn mê nhưng mà bây giờ khi xưa sung túc sung sức thì nghèo, bây giờ sung túc thì teo mất rồi. Bây giờ có mê cũng không làm gì được, vì trên dưới, trên trên bảo dưới không nghe. Bây giờ có muốn mê gái cũng không mê được. Nhưng mà về chính trị, càng về già mình thấy chính trị là một cái gì đó rất dễ thương. Tôi cũng thú thật là vợ tôi rất ghét chính trị. Và đa số phụ nữ trên thế giới hay là bên Việt Nam hay là bên Mỹ này cũng đều ghét chính trị. Nhưng mà có phải chính trị nó liên quan tới tất cả đời sống của chúng ta? Có kinh tế chính trị học này, có tôn giáo chính trị học này, có nhân chủng chính trị học, anthropology politics có luôn. Rồi tôn giáo chính trị học này. Và không có cái gì mà không có dính tới chính trị. Nhưng mà thật sự đó đó, ai cũng thích mê chính trị, nhưng mà thật sự đó, ít có người biết rằng cái chính trị đó, nó có hai cái.
chính trị theo vương đạo và chính trị theo bá đạo. Thì tại sao mà đến giờ phút này, nhưng mà tại sao Cộng sản Việt Nam nó vẫn là một cái gì, một cái mô thức mà người ta rất thích, mà tới giờ này nó tồn tại, mà nó càng ngày nó càng vững chắc, mà người ta càng chửi nó. 47 năm nó qua Mỹ rồi, nó từ chửi từ năm 95 45 giờ mà nó vẫn cứ tồn tại, là vì nó là nationalist communist. Có là gì? Tức là nó là thằng cộng sản dân tộc. Ông Hồ Chí Minh ông chỉ lấy cái chủ nghĩa cộng sản này là cái cách hay nhất để mà giải phóng dân tộc thôi. Vì thấy rằng rất nhiều người muốn đánh Pháp lắm, như Phan Bội Châu này, rồi Phan Chu Trinh này, Phạm Hồng Thái đặt bom. Nhưng mà tại sao là thất bại? Nhưng mà ông Hồ Chí Minh ông lựa theo cái chủ nghĩa cộng sản này. Ông làm cho thằng Pháp, thằng Mỹ, thằng Nhật nữa là mẹ chạy, nữa là khốn nạn luôn. Thì bây giờ quý vị thấy trên thế giới nó có năm năm ông cường quốc mà nằm trong bảo hội bảo an Liên Hợp Quốc đó, thì gồm có nhé Nga này, Trung Quốc, Mỹ này, Nga này, Mỹ này, Trung Quốc này, với lại thằng thằng Anh này. Này. Anh Mỹ này, Trung Quốc à. Tự nhiên tôi bị mất cái phần trí nhớ này ở tuổi 71. Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc. Đó. Thì trong hội đồng bảo an ấy có ba thằng lớn nhất là thằng Trung Quốc, thằng Mỹ với thằng Pháp. Là Việt Nam mình chơi ba ông lớn nhất rồi. Thằng đó. Nước Việt Nam là một nước mà nó khó nuốt nhất. Thì tôi có dịp đi qua bên Do Thái tôi mới khám phá là cái vị trí của Do Thái nó là ngã tư quốc tế, nhưng mà nước Việt Nam là ngã ba quốc tế. Nhưng mà các cái đồng bằng ở bên Trung Quốc đó, nó nằm cái hình chữ V như này. Cho nên đó, nếu mà thằng nào mà chiếm được ở đây thì chiếm được nhưng giữ không được, tại vì nó nếu mà chiếm xuống thì phải xuống đồng bằng để sống sống sinh sống, thì ở trên nó tỉa xuống, nó ở trên là nó tỉa xuống xuống cái vị trí như này, cho nên không có giữ được. Thì thưa quý vị, rồi tôi cũng khám phá ra được rất là nhiều cái bài học trong chính trị. Thì cái ông Sadat Nasser, ông này là một đại tá của Ai Cập, thì trong trận đánh với lại Do Thái ông ấy bị thương, thì ông bị thương như vậy thì bên Do Thái nó nghĩ là ông này ông cũng bị bắn què chân thì làm sao mà ông trốn, nhưng mà đêm đó ông quyết định bơi qua sông ông trốn. Thì ông này ông đi về ở bên Ai Cập, thì ông khai, vì sau đó thì cũng tất cả ông bên bên Trung Quốc, bên bên Do Thái họ cũng bắt được 500.000 quân Hồi giáo ở Trung Đông cũng thả, thì ông này cũng trốn trước ông về đó. Ông lại dạy trong cao đẳng quốc phòng. Thì ông dạy từ cái năm mà cái thanh sinh viên nó bước vào ra trường nó là chuẩn úy cho đến ngày nó lên thiếu tá đó. Thì ông mớm vào đầu của những cái thằng sinh viên, cho nên khi nó lên thiếu tá thì ông gọt lại những thằng thiếu tá đó, ông bơm nó trong lúc ông dạy trong trường sĩ quan rồi cao đẳng quốc phòng, thì ông mớm vào ý. Và lúc đó ông đảo trắng thì ông mới làm tổng thống Ai Cập. Nhưng mà khi mà làm tổng thống Ai Cập á, để ông đánh Do Thái mà, thì Mỹ nó yểm trợ tối đa, nhưng mà khi mà bất thình lình á, thì
ông có ý phản lại người Mỹ, cho nên sau này tôi đọc sách tôi mới thấy là người ta trong cuộc diễn binh ấy, thì ông có một cái xe thiết giáp nó dừng lại ngay ở trước cái khán đài, nó bắn nguyên một thùng đạn vô ngay trong cái khán đài, nó chết mớ với ông Sadat Nasser này, chết tại chỗ. Thì một cái người mưu lược như vậy mà để đánh Do Thái, mà dựa vào Mỹ để đánh Do Thái, mà đến cuối cùng mà cũng chết như vậy. Cho nên là đó, nó có cái câu rất là hay: First Sadat, then Ngô Đình Diệm. It is fatal to be American friend. Có nghĩa là đầu tiên là Sadat, then Ngô Đình Diệm, kế là Ngô Đình Diệm. Thật là chết người khi mà chúng ta làm bạn với người Mỹ. It is fatal to be American friend. Rồi sau đó tôi lại đọc sách nữa, thì tôi lại thấy rằng khi mà bắt tay với người Mỹ đó, thì bạn coi lại bạn còn mấy ngón. When you shake hand American friends, you must know how many, you must reckon how many fingers are there in your hand. Bắt tay là cụt tay đó. Mà tôi thấy Đảng Cộng sản Việt Nam nó hay ở chỗ này, này. Người ta cứ biểu là thoát chung đi, rồi theo Mỹ. Đảng Cộng sản nó không có theo ai, nó cứ lơ lửng nó đi như vậy. Và người ta bảo đi dây thì người ta đi hát xiệc, người ta chỉ đi từ bên cái dây, đầu dây này đi qua cái đầu dây này, đi trong khoảng 5 phút rồi hát xiệc, mà dưới có lưới an toàn mới rớt. Thường có ai mà đi dây, mà đi dây tới 47 năm không? Đảng Cộng sản nó vẫn cứ đi giữa hai lần đấy. Nó không theo Trung Quốc mà nó cũng không theo Việt Nam. Rồi có nhiều người ở bên Mỹ này lại bảo là cố gắng mà phải thoát chung nữa này, nó bô la. Theo tôi biết đó là tất cả những cái người giàu có của nước Mỹ hiện giờ, các tư bản Mỹ này, gia đình ông Bill Gates, ông Amazon, là ông Bill Gates, ông Facebook gì, đẻ con ra là nó mướn nanny, là tức là cô đỡ đó, cô giữ trẻ đó, là người Trung Quốc nuôi nó đến 5 10 tuổi, cứ thế cho nó. Thì cô người trẻ đó, cô giữ trẻ, cô nuôi nó từ năm tới từ mới đẻ tới 5 10 tuổi, lớn là nó đã biết tiếng Trung Quốc rồi. Rồi nó vào lớp nó học nữa, là nó biết một lúc hai sinh ngữ chính, tức là Mỹ và Trung Quốc. Quý vị thấy cái người Mỹ người ta đầu tư dài không? Mà người ta giàu quá nên người ta mới mướn được một cái cô nanny để nó biết bỉ ngổ, dắt cuốn phàn, thùng lưỡng cặp, lạp xưởng, to chè, thank you very much. Nó một lúc nó có bilingual, language, là nó có 2 ngôn ngữ. Và như vậy thì 1 tỷ 600 400 triệu người trên thế giới của Trung Quốc, mà hàng hóa nó đi khắp nơi như vậy, thì cái điều suy nghĩ hôm nay tôi nói quý vị, Mỹ nó còn không có thoát chung mà làm sao mà Việt Nam mà thoát chung được. Cái đó là những suy nghĩ ấu trĩ. Việt Nam sông liền sông, núi liền núi, mà thì làm sao mà có chuyện môi hở răng lạnh, chứ làm sao mà chúng ta thoát chung được. Cho nên những lập luận đó nó không mang tính cách geopolitics, tức là địa lý chính trị. Thì tôi sở dĩ hôm nay tôi hơi dài dòng vậy là để tôi nói đến một cái điểm mà tôi muốn nói với quý vị ngày hôm nay, là đề tài của tôi là thế bây giờ đó, tôi có được quyền chọn ở lại miền Bắc năm 1954 không? Lúc đó tôi có sinh năm 51 thì 54 tôi mới 3 4 tuổi. Có nhiều người bảo: úi giời ơi, ông lập ông theo Chúa vào miền Nam, ngu xuẩn, không phải là người biết analyze, biết phân tích.
Rồi ông Lập á, ông vào miền Nam mà ông thấy có chính nghĩa thế mà ông không đi theo. Năm 1968 có phải là Việt Cộng đánh hai lần không? Tôi có 17 tuổi sao tôi đi lính được? Mà lúc đó là nếu ông Cộng sản ông thắng thì tôi có phải đi lính không? Mà quý vị thấy cái thằng Michael Jackson nó giàu đến mức độ mà nó hút cái da nó màu đen thành da trắng. Nhưng mà thưa quý vị, một thằng nhà nghèo như tôi thì phải đưa ra một cái triết học đơn giản là tôi đang mang đôi giày đi hay hay đôi giày nó mang tôi đi, đó là định mệnh nó như vậy mà. Cho nên hôm nay tôi đưa ra cái đề tài tại sao ngày hôm nay tôi có một cái kiến thức về chính trị nó hơi rộng rãi như vậy, nó có tính cách nhìn như là một con chim nhìn xuống, tức là có cái panoramic view, tức là bird's eyes, tức là có cái nhìn của loài chim. Con chim đại bàng nó bay ở trên trời ấy. Thì đương nhiên ấy, nó sẽ thấy được nhiều cái toàn cảnh hơn là cái con gà dưới này, nó có đâu có thấy được trên cao. Thì cái general knowledge, tức là cái kiến thức tổng quát, cái connection the general của tôi, nhờ qua Mỹ như thế này tôi mới có nhiều cái kiến thức mà ở Việt Nam tôi không có. Thì nhờ tôi thua trận đúng không? Tôi mới có cái kiến thức này. Thưa quý vị, hôm nay là gần 30 năm tôi sống trên nước Mỹ. Mà vì cái thói quen là ở Việt Nam á, tôi phải sửa xe tới 3 giờ sáng. 6 giờ chiều đi ra làm gì có chỗ mà sửa xe. Thì sửa thì phải đến khuya, thì thường thường khuya thì mình mới có tiền. Thì thức khuya quen rồi. Cho nên đi vào lính hay tới 3 giờ sáng tôi mới ngủ. Cho nên đơn vị nào mà đánh cho Nguyễn Ngọc Lập là lúc đó là lính tôi cho nó đi ngủ từ 8, 9 giờ tối, nó ngủ tới 3 giờ sáng thì tôi đi ngủ. 3 giờ sáng mà đánh vô Nguyễn Ngọc Lập là Nguyễn Ngọc Lập còn tức. Nhưng mà sau 3 giờ sáng rồi thì tôi bắt cả trung đội thức dậy hết. Tại tao ngủ, tao tao thức cho tụi mày tới 3 giờ sáng rồi. Thì tới 3 giờ sáng tụi mày phải thức cho tao ngủ chứ. À, thì kính thưa quý vị, cái hạnh phúc của tôi rất là 30 năm đến Mỹ tôi vẫn có thói quen thức vào 3 giờ sáng này. Thế nên đêm thì ban ngày vợ con tôi đi học, thế ban đêm tôi làm gì? Đêm tôi mới ngồi trước cái tivi này. Mà nó mở lớn nên sao vợ con mình ngủ được, cho nên mình để hai cái loa, cái dây ấy. Cái loa lớn là tôi mua loại dài lắm, từ cái sofa đến nó dài khoảng 2-3 mét đó, tôi cắm vào lỗ tai tôi nghe cùng một lúc âm thanh ở trên đó và dưới có closed caption là chữ bằng tiếng Anh nó chạy để cho mình coi. Thì sau 30 năm vậy tôi coi rất là nhiều cái chương trình giống như Political Incorrect về chính trị. Rồi Bill Maher, cái thằng đó nó chửi tổng thống như thế nào, nó chửi ngày đêm, nó chửi Bill Clinton. Rồi bà Winnie Oprah bà ấy chửi, bà đưa ra những cái chương trình về phỏng vấn Hòa thượng Thích Nhất Hạnh, ha, Gabriel Marquez về trăm năm cô đơn, ngài đại tá Chở Thư. Thì cái kiến thức tôi một ngày nó lớn lên. Rồi tôi coi tới Larry King, ông ta phỏng vấn tới 60.000 những tổng thống, những doanh nhân trên thế giới. Dần dần nó chui vào đầu. Vừa nghe mà vừa nhìn thấy chữ closed caption nó chạy ở trên, nên càng ngày cái số kiến thức mình nó có nhiều hơn. Thì thưa quý vị, nếu mà tôi không có ngồi ở trên nước Mỹ 30 năm mà mỗi đêm mình coi các cái chương trình hội luận của Jack Leno, nó nói về chính trị, nó nói chính trị cả thế giới mà. Như vậy cái kiến thức của mình nó càng ngày nó càng vô một chút, nó gọi là accumulate, nó tụ vô. Cái hòn đá mà nó lăn như vậy thì có bao giờ mà nó đóng rong đâu.
Nhưng mà nếu mà mình nằm một chỗ thì cũng giống như cái cục đá đó, nó đóng rong mỗi ngày nó dày hơn nhiều. Thì mỗi một đêm mình coi cái kiến thức mình tăng lên. Sở dĩ mà khi tôi bị thương về trung tâm huấn luyện rồi tôi áp dụng cái phương pháp của Sadat Nasen. Mỗi một đại đội đó mà tôi dạy á, thì tôi bơm vào ý của tôi ở trong các cái lớp binh nhì cũng có, trung sĩ cũng có, vì nó ra trường ở Đồng Đế, nó ra trung sĩ nó cũng phải học tôi mà. Rồi sĩ quan là Thủ Đức, rồi sĩ quan Đồng Đế, rồi sĩ quan đặc biệt, sĩ quan Đà Lạt, nó học 4 năm về nó cũng phải học tôi. Thì trong những lúc đó tôi dạy và tôi mớm ý vào họ. Thí dụ như tôi làm như thế này. Bây giờ sắp sửa ra trường nhé. Thì một ở trong trong trung tâm huấn luyện rừng cấm nó có vào khoảng 20 đại đội hay 50 đại đội, nó có sẵn trong nó cứ 20, cứ 160 người là một đại đội. Thì khi mà ra trường thì mỗi một lúc vậy là ba đại đội nó ra một lúc, từ khoảng 600 người nó ra một lúc thì có văn nghệ. Mà ngày xưa đó cái văn nghệ đó nó không có giống như bên cộng sản rồi bùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng rồi Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm qua và hôm nay, chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa lòng pháo vươn vươn lên trời cao. Không, cái chiến tranh chính trị ở trong miền Nam này nó buồn cười lắm, nó lai căng ở chỗ này. Tiểu đoàn 50 chiến trị nó xuống, nó cho các cô mà cởi xì lít xu chiêng ra thảy lên, thế là mẹ sung sướng lắm, ngày mai ra trận mà. Thì lính nó gần ra trận rồi, sĩ quan cán bộ nó còn tối nó còn trùm mền như ở Quang Trung ở Thủ Đức, mà nó đánh vỡ đầu cán bộ ra, nhưng mà thủ lục chiến thì không có cái đó. Thì ở đây nó mở văn nghệ ra như vậy thì nó cũng vô kỷ luật, nó nhào lên cả sân khấu, nó giật nó lấy cái quần slip cái áo xu chiêng của các cái cô cởi chuồng ở tiểu đoàn 50 chiến tranh chính trị, thì nó ồn ào vậy làm sao có văn nghệ được. Tôi mới cùng một lớp, tôi giống như Sadat Hussein, Sadat Nasser, tôi huấn luyện tôi biết tụi mày chơi như vậy này làm sao mà mình coi tiếp được, nó sùm về đấy, phải phải kỷ luật trở lại. Thì mình bây giờ tôi dặn là bây giờ khi nào mà tao giơ tay lên nhé, tao đứng lên nè, à, tao giơ tay lên thì tất cả tụi bay phải im hết để diễn tiếp văn nghệ, chứ không có nhảy lên mà lấy xì chip xu chiêng như là các đại đội trước đây. Vì tôi là người mặt sắt mà. Bất cứ một đại đội nào mà đi học về mà dơ dáy mà đen thủi đen thui một quần áo là đại đội của thằng Thiếu Mỹ Lập. Mà tôi trở thành một hình tượng của một sĩ quan kỷ luật vô cùng độc ác. Và tôi nổi tiếng phải tới bây giờ đâu mà nổi tiếng ngay từ trước. Cho nên quý vị coi lại các cái bài nói chuyện mới đây của tôi trên Việt Vi Dân. Có nhiều người lính nó còn mô tả nó học năm 72 tôi nói về chuyện phản chiến thôi. Tôi bơm vào đầu nó. Ý thức kỷ luật là gì? Ngay trong văn nghệ chơi là mày phải dừng lại để cho nó tiếp đi. Chứ tụi mày lên mày giật xu chiên, xì lít nó quăng lên như vậy thì mẹ tướng tá này nó đâu có cấm mày được, nhưng mà cái buổi văn nghệ nó không tiếp được. Khi ta giơ tay là phải im. Thì hôm đó buổi chiều đó là 1 giờ sẽ có văn nghệ, thì tôi mệt quá tôi mới ngủ trễ. Thì ở trong hội trường B52, tại sao gọi là B52, thì hội trường nó chứa một lúc 5-6 ngàn cái ghế ngồi, còn nó to lắm chứ gọi là B52. Còn các cái lớp học kia là lớp B40 này nọ thì nó nhỏ thôi. Đấy, các cái bãi bãi helicopter về trực thăng nó ghi là nó ghi là XL này, là helicopter, thì nó có cái mã số lớn như vậy, cho nên
tất cả mọi người đã vào ngồi trong đó hết. Đại tá Lê Đình Quế, thì trung tá Nguyễn Đức Ân, rồi các ông Lâm Văn Minh, trưởng cối quân lắm, sĩ quan là vô ngồi, có văn nghệ mà ngồi hàng đầu, còn lính hạ sĩ quan thì cứ như thế mà ngồi phía sau coi hết. Thì cái luật nó đi vào trong cái hội trường là phải chào rồi mình đi vô, thì hội trường nó đang om sòm cái ngày nó ra trường mà. Thì mấy ông tướng tá ngồi phía ngay hàng trước, tôi vô tôi chào một cái thì tự động tất cả cái 4-5 ngàn khóa sinh nó im lặng hết. Rồi sau đó thì tôi bỏ tay xuống là họ lại vui vẻ như bình thường. Thì ông đại tá Lê Đình Quế lần đầu tiên ông tham dự cái buổi lễ ra trường đó, vì lúc đó là tiểu đoàn 6 Thủ Lục Chiến đi qua sông Đắng ở phi trường Ái Tử, chết mất hai đại đội, cho nên bây giờ đưa thêm đi ra, cho nên văn nghệ lớn lắm. Ông quay lại ông hỏi trung tá Nguyễn Đức Anh cái gì thế, tức là đang ồn ào tại sao tự nhiên là êm ấy. Thì trung tá Nguyễn Đức Anh bảo thằng Thứ Y Lập ấy, ông đại tá Lên Quế không biết liền. Thì buổi tối đó Trung Quý Căn ngủ chung phòng với tôi, ông mới về ông hỏi tôi là mày có biết hôm nay ông đại tá Lê Đình Quế tham mưu trưởng ông hỏi cái gì không? Mặc dù ngủ chung nhưng mà kỷ luật Thủ Lục Chiến nó ghê rợn lắm. Mình mà ngủ chung với một cái thằng thiếu úy nó trước khóa mình thôi là mình đã khốn nạn nữa, đừng nói ngủ chung với ông trung úy nữa. Thì kính vẫn phải vào phòng ngủ chung, nhưng mà hai người ngủ chung phòng mà. Sĩ quan là lính mà nó đi nó quét rác là nó êm lắm, chứ không phải nó bát nháo như phố ôn xa này đâu. Mẹ các quan lớn ngủ mà quét rác là không được nói chuyện mà êm ru như vậy. Thì, kính thưa trung úy có gì vậy? Hồi nãy lúc mà văn nghệ đó, khi mày bước vô đó tự nhiên cả một cái hội trường nó im hết. Thì ông Lê Đình Quế ông hỏi ông Đức Anh cái gì thế? Thì ông Đức Anh bảo thằng Thứ Y Lập. Rồi ông còn nói tiếp, ở đây trung tướng Lê Nguyên Khang, thiếu tướng Bùi Thế Lân, tư lệnh Thủ Lục Chiến này, trung tá Lê Ba Bình, chỉ huy trưởng căn cứ Sóng Thần, ai biết không. Nhưng mà cái thằng Thứ Y Lập này, ai lính nào nó cũng sợ, từ truyền tin nó cũng ở cái quân trường này ra, nó ai nó cũng sợ cái thằng Thứ Y Lập này. Nhưng thưa quý vị, chính vì vậy mà sau 30 tháng 4 tôi đi trốn, đi ra Phước Tỉnh để trốn cũng không đi được. Mà đi Gò Công trốn cũng không được, rồi đi Rạch Giá đi cũng không được, đi Tây Ninh cũng được. Cuối cùng tôi biết chết rồi. Tôi đi mấy con bồ tôi mà, nhà nó có ghe có đồ đều, công an nó mời lên thì thôi đi về đấy anh Lập. Thì cái nổi danh trong chính trị nó là một tai họa. Thì trong chuyện của Tần Thủy Hoàng ngày xưa thì có chuyện là Ngũ Liên Gia Bảo là năm nhà coi nhau một nhà. Thì cái người mà lập ra cái kế hoạch đó, về sau Tần Thủy Hoàng thua thì ông ta cũng bị bắt, là chính do cái kế Ngũ Liên Gia Bảo. Cái người mà làm ra cái luật đó là cũng bị chết vì đó. Và cái nổi tiếng của tôi cũng bị chết vì như vậy. Thưa quý vị, trong chính trị đến khi vào nhà tù, ông Lý Trung Dung ông bảo tôi cái này: mày mà làm mai mốt mà mày làm chính trị mày làm thật lớn, chứ mày làm nhỏ là mày chết. Tao chứng minh cho mày nhé Lập. Mày thấy Dương Văn Minh với lại Trần Văn Hương không? Nó đâu có đi ở tù đâu. Mày với tao là đi ở tù. Tại vì làm chính trị phải làm thật lớn. Thế những bài học mà tôi được học trong nhà tù cũng như ra đời này, nó cho tôi một ý thức về chính trị khác với cái nhìn của người khác. Thì nếu bây giờ mà Thượng Đế bất thình lình xảy ra mà hỏi tôi là Lập à, bây giờ mày đã được hưởng 30 tháng 4 rồi, mày cũng được qua Mỹ về, bây giờ ta
cho người một điều kiện để hỏi lại. Đấy, bây giờ nếu mày sinh ra đó ngày 30, ngày 20 tháng 7 1954, tôi chia đôi đất nước đó, tao cho mày lựa. Mày sẽ ở lại miền Bắc, mày ở lại 105 phố Khâm Thiên, mày ở ngoài Bắc, mày ở trong quân đội chiến thắng, với lại mày sẽ đi vào miền Nam. Thì mày chọn cái nào? Mày đã biết rất rõ ràng, mà chính mày lên đài phát thanh về tivi độc thoại mày nói mà, định mệnh là đôi giày. Không biết mình mang đôi giày đi hay đôi giày hay mình hay đôi giày nó mang mình đi. Mình đâu được chọn trắng đen đâu, nhưng mà giờ tao cho mày chọn rồi. Mày thích da trắng hay da đen hay da vàng, hay mày muốn mày sinh ở Do Thái hay mày sinh ở Việt Nam hay mày sinh ở Mỹ hay Canada, mày chọn đi. Thì tôi cũng vẫn chọn ở phe thua trận, vì ở bên thua trận này nó cay đắng lắm, nhưng mà như vậy nó mới có cái hương vị của cuộc đời. Tại sao vậy? Sau 30 tháng 4 tôi đi tù, đến năm 1985 tôi về, thì tôi cầu nguyện, tôi cảm ơn Đức Mẹ Fatima, xong thì tôi đi ra, tôi đến thăm ông già Điều, ca sĩ Thanh Mai ở cầu ông Dầu kệ đó. Tôi cũng nói có gì mày cái gì, có đi tù còn sống sót về nhớ ghé tao, nhà tao đó. Thì tới đó thì ông bảo thôi bây giờ mày ở lại đây mày dạy con tao, thì tao có thằng con nó lấy đứa con gái lai, thì giờ nó sắp được đi Mỹ và gia đình tao cũng sắp sửa được đi chung. Thì thôi mày ở lại đây mày dạy học, là tao biết mày giỏi tiếng Anh, thế là tôi được ở lại được. Rồi 1 năm sau tôi dạy ở đó, nó đẻ ra 4 5 chỗ khác dạy, tại vì sướng mù thằng chột làm vua mà. Tôi nói tiếng Anh thì tôi vô đó tôi toàn là nói tiếng Anh, mà tôi vô Thác Mơ, Bù Gia Mập, rồi tôi lên Hàm Tân, tôi đứng trên núi Bà Rá, suối Tà Nên, tôi dạy tiếng Anh, tôi cứ đọc mình. Tôi lấy tất cả những bài mà học thuộc lòng là tôi đứng tôi dạy, thành ra tôi nói tiếng Anh nữa. Tụi nó tưởng tôi là giỏi lắm. It's hard to imagine horse brain, okay, but it was a long ago that horse is just that. Muddy early car warning, I'm putting either. They didn't have steel well this move over the steel rail. Both the well and the rails were make up good. Viết tiếng tả đấy, tao đọc tiếng Mỹ đó, viết đi. Cái hấp dẫn như vậy cho nên cái đứa nhỏ mà nó chơi chung với em ca sĩ Thanh Mai, nó về nó đuổi mẹ mấy ông thầy đi, thành ra tôi có 4 chỗ dạy. Tiền mỗi ngày nhiều hơn, ngày ăn cơm 2 buổi 3 buổi trong nhà, xong nhà chị ca sĩ Thanh Mai gửi tiền về, rồi nhà ruộng tùm lum ăn cơm sướng thấy mẹ, có cái gì đó. Rồi tối đi dạy, nhà này thì dạy 24/6, nhà kia thì dạy 3/5/7, nhà này 24/6 buổi sáng, nhà kia 24/6 buổi chiều, cho nên biết giờ. Đùng cái tôi có thêm một cái ông đó. Ông bảo lập lập mà tao có thằng con là thằng cháu tên thằng Thêm, nó trung úy, nó ở kế bên nhà này. Nó muốn mày dạy, tại trời nó trung úy mà nó con nhà giàu rồi mà nó học tiếng Anh giỏi hơn con, mà giờ con dạy nó sao được bố. Nó đâu có là nó sướng lắm, từ nhỏ tới lớn nó con một mà nhà mà từ quận Thủ Đức á, mà đi lên tới cầu Bình Lợi, rồi từ Bình Dương lên đó, đất địa chủ là của nhà nó hết. Tết Mậu Thân nó phải đi lính thì nó cũng đi vô vậy, nhưng mà rồi nó đi về, nó không có học ngày nào trong quân trường. Rồi nó bị đưa đi lên ra ngoài dục Mỹ, nó học pháo binh, nó cũng không học ngày nào, nó cũng về nó đeo thiếu úy trung úy, nó lên cùng lượt mà. Lương thì nó phát hết cho chỉ huy trưởng, nên nó không có biết khổ là cái gì. Đùng cái nó lấy một bà vợ, thì vợ nó lại con nhà giàu nhất tiệm vàng ở Sa Đéc, đẻ 2 đứa con sắp đi Canada, thế là đời nó đâu có cái gì mà buồn lo lắng gì. Đến ngày 30 tháng 4 vô nó cũng không có đi tù ngày nào, chứng minh là nó đâu có đi lính ngày nào đâu, nó ở nhà không, nó hối lộ rồi cả đó, toàn bà con toàn là đi mặt trận giải phóng rồi về, nó đâu có đi ngày tù cải tạo, nó có nếm cái gì đau khổ gì. Thì tôi dạy nó nói mày đừng có,
mày đừng có tự ái vậy chứ. Tao dọn riêng cho mày cái nhà này, phòng mày ngủ đó, trưa mày ăn xong rồi mày đeo võng mày ngủ đó, mày cứ dạy tao đi. Thì tôi dạy nó thì dễ quá, nó đã có bằng, có tú tài rồi, nó có bằng đại học rồi, thì giờ chỉ tiếng Anh nó thêm những cái cách đọc, thì mua sách Writerama 4 cuốn rồi Great Big Exercise của Longman, nhà xuất sản Longman, thì các bài Great Big Exercise Essential Idiom 900 đến 10.000 tiền thiếu gì mua, rồi ra lấy các tờ báo Paris Match là Washington Post and Newsweek, đi ra nó tiền thiếu gì ra mua đem về ngồi rồi cắt xét mở lên nghe. Còn tôi ăn là thoải mái luôn, từ đó về sau là cà phê thuốc lá. Tôi mới khám phá đời của nó chán lắm, không có cái gì. Nó đâu có đi học rừng núi sình lầy như tôi đâu. Rồi nó đâu có được trông thấy mà nguyên tiểu đoàn 1 nhảy dù thủy quân lục chiến mà đi vào Triệu Phong mà chết 400 người trong vòng có 1 tiếng hồ đâu. Bác sĩ Trung Chỉnh bắn luôn vào tay, giờ đang ở ngoài Bôn Sa đó. Chết một lúc 400 người mà còn lại 300 người. Rồi có và cái hạnh phúc như tôi là được lên cổ thành Quảng Trị. Ngày đêm 15 tháng 9 là tôi là trung đội trưởng đầu tiên chiếm cổ thành Quảng Trị. Thì sáng sớm đó tôi ngủ quen ngủ trễ đấy, thì tôi chỉ ra lệnh cho thằng trung sĩ nhất Chiến với lại thằng trung sĩ nhất Lý Rang là sáng mai thì mày càn quét hết để tao tiếp tục tao ngủ, tại đêm tao tao dẫn tụi mày vô đây, giờ tao tới giờ tao ngủ. Vì cái mà tôi ngủ sau ngủ sáng tôi ngủ mê man như vậy thì 5 thằng bộ đội nó chạy nó bị bắn chết. Tôi đứng lên đó tôi nhìn 5 thằng bé nó chết ở trên cái dọc cái M9 nó bắn vô thì tôi kêu lấp đất lại. Sau này tôi đi về trong chuyến 2014 đó, thì tôi có đưa cho cha Lê Quang Quý của nhà thờ Chi Bu, tôi vẽ rất rõ cho nó. Mà tôi tin là không tìm được xác, tại vì khi chúng tôi bên kia bên bên Việt Cộng thua rồi thì hồi nãy thì không bắn vào trong đơn vị của Việt Cộng, mà bây giờ thì chúng tôi chiếm được thì nó bắn hàng trăm ngàn trái đạn 130 ly, 107, 12 nòng, 122 ly, nó bắn vào trong cái cổ thành nó nát bấy. Tôi nghĩ nếu 5 cái xác đó chắc nó cũng mất luôn. Thì từ lúc mà tôi thức dậy là khoảng 9 giờ sáng thì tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến là trung tá Đỗ Tùng đang ôm Khánh Ly, ôm Khánh Ly của nổi tiếng, vừa ôm gái vừa đánh, tại vì nó coi Việt Cộng đâu có ra cái gì, nó được tăng cường M48 M113 rồi trăm loại chiến chiến xa lớn không, nó đánh thì mình ngồi trên cổ thành mình trông thấy đánh bạt hết tất cả, đi qua ngã ba Long Hưng, đi qua qua cầu Thạch Hãm, ngồi trên nó coi bắn đạn thật. Cho nên cái thú vị mà nếu không chết trong chiến tranh mà mình được nhìn nữa nó mình mới thấy. Mình thường đồng quý vị coi phim toàn là phim nó diễn lại không chứ đâu có ai được coi như tôi đâu. Tôi xin nói quý vị một chi tiết dễ thương này. Một tây tháng 5 1975, nhà tôi ở ngay Hồ Con Rùa thì tôi mới đi ra chợ Tân Định có rạp casino đầu tiên tôi coi phim Điện Biên Phủ, cũng là phim quay lại thôi. Nhưng nếu mà chúng ta không chết rồi đánh Campuchia, mà lúc đó tôi đang ở phi trường Trảng Lớn, rồi khi mà Việt Nam đánh với Trung Quốc 1979 thì tôi đang ở Z-30C. Rồi bây giờ qua Mỹ, tôi đang trông thấy cái trận chiến của Covid này, thì chúng ta trông thấy có nhiều biến cố xảy ra trong đời của chúng ta lắm. Nó có nhiều thi vị trong cuộc sống. Thì cái thằng thêm mà tôi nói đó, tôi dạy tiếng Anh trong gia đình đó, còn một độ độ 6 7 tháng nữa thì nó phát hiện nó bị ung thư, nó chết.
đời nó có cái gì đâu, rồi gia đình nó, mấy gia đình có con mà dạy đi dạy học, có đứa nó nói nó không thích đi Mỹ, nó nói nó yêu tôi. Rồi có những gia đình gài tôi cho tôi để có con, vợ có con được đi Mỹ chung luôn, tôi cũng không thích. Mình làm sao mình tự quyết định cái đời sống của mình, nó có nhiều cái thú vị. Thì thưa quý vị, tôi xin nói với quý vị là nếu mà Thượng Đế cho phép tôi được chọn thì tôi cũng chọn về phía đau khổ. Vì trong đau khổ mình mới nhìn thấy được những cái giá trị của hạnh phúc. Bây giờ vợ tôi nói ăn ngon không? Tôi trả lời bà ấy một câu rất là đơn giản. Cái gì mà ngon hơn trong trại cải tạo một chút là được rồi. Em nấu cơm nhão cũng được mà, em nấu cơm cơm nó bị sống cũng được. Tại vì ở trong tù có bao giờ ăn được một bữa cơm mà nó như thế này đấy. Cho nên mình đánh giá được cuộc sống rất là hạnh phúc. Mà người ta nói là cái người mà có hạnh phúc là người đó phải đi qua những cái cam khổ, thì lúc đó người ta mới thấy được cái hạnh giá trị. Happy is the man who can endure the calamity and the happiness. Calamity là tai họa mà. Thì đến giờ phút này, ngay giờ này tôi nói chuyện với quý vị, trong cái phòng mạch của ông bác sĩ mà về tiểu đường của tôi đó, là bây giờ tôi đi khám bệnh. Mọi lần đó, khám bệnh là thế nào cũng phải ngồi chờ một tiếng hồ mới tới mình. Còn bây giờ là đi vô rồi đi ra không có ai chờ trước mình, mà sau mình cũng không có ai. Vì ông bác sĩ này, specialist về tiểu đường này, ông nói bệnh nhân tôi chết hết rồi. Cái bệnh tiểu đường cao máu tăng xong này, Covid nó liếm qua, bây giờ 400-500 bệnh nhân tôi chết hết rồi. Mà cái hay hơn nữa là như vậy nè. Bây giờ tôi khám bệnh thì tôi phải có cái giấy thử máu đúng không? Mà các cái phòng lab, tức là cái phòng thí nghiệm về máu, không có công nhân làm, cho nên bây giờ không có kịp cái giấy đó ra, làm sao tôi khám được. Ngay ở trong bệnh viện bây giờ tôi khám tôi cũng phải có cái giấy thử máu. Thì bây giờ các cái phòng lab đó, cái phòng thí nghiệm về nó không có máu, sao tôi khám được, cho nên nó ảnh hưởng nó chết hết rồi. Thì bây giờ để kết luận cái bài nói chuyện ngày hôm nay, cái mà người ta hỏi tôi là ở Việt Nam á, nó có những cái mà nó tốt mà bên Mỹ không bao giờ có được, nhưng mà bên Mỹ nó có những cái tốt mà bên Việt Nam cũng không bao giờ có được. Cho nên chúng ta đừng có đòi hỏi là chúng ta ở bên thắng trận thì chúng ta sướng cái gì, mà bên thua trận nó sướng nó có cái gì. Tại vì tất cả những thằng bạn mà đại tá đại trong xóm của tôi về 2 lần, lần đầu 25 ngày, lần sau 24 ngày, nó bảo Lập ơi tao khổ lắm, mày nói tao đại tá chứ tao sướng con mẹ gì. Quý vị đến ngay nhà thờ An Nhơn, mà ngay chợ An Nhơn, cái chùa Trung Nghĩa này, ở trong đó 6 7 thằng đại tá cũng ở chung với tôi. Mày nói mày mày nói ở bên Mỹ mày cô đơn phải không? Tao mày nhìn thế là nhà tao về rồi, mày thấy có đứa nào, đứa này nó cũng đi ở chỗ kia nó làm, có tao mình ở nhà. Rồi mày thấy mày thua trận xong rồi mày đi ở tù, còn tao mày đi qua Campuchia tao đánh suýt chết, rồi tao đi ra Trung Quốc, phía Bắc Trung Quốc tao đánh tao cũng suýt chết. Cho nên trong âm có dương mà trong dương có âm, trong hạnh phúc nó có đau khổ mà trong đau khổ nó có hạnh phúc. Cho nên chúng ta không lựa được đôi giày đâu. Đời không phải là đi ra chợ lựa đúng cái đôi giày số 9 hay số 10 đâu, hay giày trắng giày đen. Có khi chúng ta phải mang dép râu nón cối, mà có khi chúng ta phải đội nón sắt, mang mang giày giày mát ở dưới nó có miếng thép. Chúng ta không được chọn lựa, nhưng chúng ta được quyền chọn lựa duy nhất. Chúng ta được quyền yêu thương kẻ thù hay không? Chúng ta còn mang sự căm thù hay không? Hay chúng ta có thể tha thứ? Để kết luận,
tôi xin kể cho quý vị. Ông Thủ tướng Phan Văn Khải này này, ông lấy bà chị. Còn ông Trung tá Đã tiểu đoàn 1 Thủ Lục Chiến lấy cô em. Hai người mà làm thủ tướng, người làm quân chính trưởng Sài Gòn gia đình. Ông Trung tá Đã tù 16 năm, còn thằng 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 Vinh thùng rác nó trung sĩ. Nó có lính kiểng mà nó gửi vào trong cho đại tá Tôn Thất Soạn ở chỗ Củ Chi địa đạo, cũng ở tù 10 năm với tôi này. Nó có thể là người anh làm thủ tướng mà người em là thằng trung tá thì ở tù 16 năm, người kia thì ở tuốt trên đỉnh chứ, còn thằng em này nó ở tận dưới đáy hỏa ngục. Thì bây giờ làm sao chúng ta dung hòa được mà đến gần với nhau và chia nỗi nỗi khổ nào? Cho nên tôi định nghĩa lại, cái người trưởng thành là người hiểu được nỗi khổ của người khác. Kính cảm ơn. Gồm lên giữa đất, tổ quốc lóe lên hình tia chớp ngăn thù.